Dạ vâng, xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhé. Đấy, lâu lắm rồi em lại về là cái con Sony này. Con này nó thuộc dòng HDD các bác nhé, HDD, màn hình gập, rất là xịn. Đó, con này thì có mã của nó là con D500. Đấy, HDD D500. Con này em xả thanh lý luôn nhá, lý do xả là bởi vì là hiện tại nó thật các bác là đây nó có hai cầu loa này. Cái dòng này nếu mà là cầu kẹp thì bán ok, nhưng mà các bác đỡ phải chế, nhưng mà tại vì đây là về các bác lại phải mất công ngồi chế hai cái chân nhá. Đấy, chế chân cắm ở đây để làm cầu loa. Đó, quạt gió vẫn chạy tít mù khơi. Đây, nó có cả cái cổng mạng này rồi cổng USB, nói chung về cái này các bác nghiên cứu nhá, em bán xả thanh lý luôn. Đấy, về các bác nào mà biết chế cầu loa này thì mình chế hai cái chân cầu loa cắm vào nhá. Hiện tại ở đây thì em không có. Ở trên này nó có thêm cổng USB này, rồi cổng này là cổng kiểu iPod, iPiec này. Rồi cắm điện thoại ở đây này. Đấy, cắm điện thoại 3.5 nhá. Đây là mặt trước của nó các bác nhá. Các dòng HDD này thì các bác sử dụng thì các bác biết rồi đúng không ạ? Khi mình khởi động thì mình phải chờ nó tầm khoảng là 3-40 giây nhá. Đấy, hoặc có thể hơn một xíu để cho nó khởi động, bởi vì nó là dòng có ổ cứng bên trong mà. Dòng lưu trữ như cái máy tính. Đấy, nó chả khác gì một con máy tính luôn, nó có ổ cứng các kiểu. Đấy. Thế nên là mình khởi động thì cần phải có một chút thời gian. Đây, màn hình thì rất là đẹp, LED căng. Đấy, đây là đang ở chế độ anime HDD à, đang ở chế độ nó là HDD. Đây là các cái bài hát này. Ở đây thì hiện tại là em không không có cái chân loa đấy, chả thử được. Đấy. Bài hát đây thì có tiếng Anh, tiếng Nhật các kiểu này. Đấy, khi có bật vào máy rồi thì bật bây giờ thì chuyển bài rất là nhạy nhá. Đấy, chuyển các bài đi thì rất là nhạy. Đây hiện tại nó đang lưu khoảng 39 bài này. HDD ổ cứng này thì các bác có thể lưu được rất nhiều bài. Hiện tại người ta lưu là 39 bài. Sang chế độ khác xem nào. Cái này là Anime Music này. Đấy, nó cũng có là một chuỗi dạng lưu bài. Đây, chọn chế độ thì mình nhấn đây. Đây là cái phần menu các bác nhá. Đây là menu này. Đấy. Đây là có cái chế độ này. Cái này kiểu như dạng wifi cái phết gì mà. Nói chung là các bác tìm hiểu em chả biết đâu. Đây là ổ cứng HDD này. Đây là Anime Music này. Cứ sang ngang này không được. Kinh 100 để mấy bài này các bác này. Cái phần ấy của nó này. Con này nó lưu rất là kiểu rất là nhiều nhá. Chả hiểu là cái quy cách lưu gì nhưng mà nó có vào 3 chế độ mà nó có rất là nhiều. Anime Music HDD và cái phần dưới này cũng là dạng lưu bài hát này, rất là nhiều. Con này cái phần bên sang bên trái bên phải này hiện tại thì là em đang ấn là không được này. À được rồi. Bên này là được nhá. Bên này là không được này. Đấy thì ở đây được này. Được không? Chắc kiểu lâu không ấn thì nó nhảy. À. Không phải là ấn sang ngang. Không phải ấn sang ngang này mà có ấn đây. Đấy, ấn đây tự nó nhảy nhá. Đấy, nó sẽ nhảy từng cái một này. Đấy. Hóa ra là như vậy. Tức là chỉ cần dùng cái trên xuống này thôi là nó sẽ tự nhảy nhá. Em cứ tưởng là sang ngang cơ, hóa không phải. Cái này nó theo từng cái một, thứ tự một. Đấy, đây là điện thoại các bác nhá. Điện thoại các bác chọn xong rồi nhấn vào OK. Đúng nhỉ? Đó. Rồi, đấy thì bác nào mà chốt cái con HDD thì alo cho em nhé. Đấy, con này em xả rẻ luôn. Để các bác 490k nhá. 490k. Đấy, con này thì nó bị mất cái phần volume này, còn cái này là cái CD này. Dưới này là CD này, hiện tại thì em chả thử đâu, thì coi như bán xả thanh lý luôn. Về các bác nghiên cứu. Đấy, bác nào chốt con Sony HDD này thì alo cho em nhé, giá 490k. Vâng, xin chào các bác.